Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn con Hayabusa dòng 7 chỗ này. Đây là con này đời 2000, hiện đang kêu giá bán là 55 triệu. Mình sẽ cập nhật số điện thoại cho các bạn liên hệ nếu bạn nào muốn xem xe và mua nha. Xe thì hiện tại ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Này thì biển 72 là biển Vũng Tàu. Xe này thì giấy tờ đầy đủ. Đây, các bạn xem. Xe cực kỳ dài và thoáng nha, để mình sẽ cho các bạn xem xung quanh. Đây. Còn đẹp. Xe này thì có hai cửa lùa hai bên. Bánh mâm là bánh mâm đúc luôn nha. Bốn bánh đều là bánh đúc hết. Cái này là cửa cấp sau. Đây, mình sẽ mở cửa các bạn xem. Đây thì có hai hàng ghế sau nữa, nhưng mà người ta dùng để chở đồ á, nên tháo ra. Thì xe này thì các bạn có thể chở đồ trong thành phố giờ cấm vẫn được. Thường có những thành phố có những cái đường mà để cấm xe tải rồi trong những cái giờ thì xe này vẫn chở được bình thường. Đây, cho các bạn xem. Bên trong thì còn đẹp lắm. Các bạn xem. Đây. Đây là sàn xe ha, vẫn còn đẹp. Xe có hai dàn lạnh nha. Cái này dàn lạnh của phía sau nè. Đây dàn lạnh phía sau và dàn lạnh phía trước. Vẫn có sưởi đàng hoàng nha các bạn. Vẫn có sưởi. Bạn nào ấy thì có thể dùng để chở đồ cũng được, hoặc có thể đi du lịch gia đình. Còn mình á, mình thích theo dạng mà đi du lịch phượt bằng xe nè, thì mình sẽ thiết kế một cái giường ngủ trên đây với một cái tủ đồ, bếp đồ trên đây là đi chơi thoải mái luôn. Thì nếu tính từ khoảng lưng ghế tài cho tới cái nắp cửa đằng sau á thì dài cũng khoảng 2 mét mấy. Cái này một người nằm thoải mái. Để mình lên ngồi thử. Mình cao 1m72 mà ngồi thì là cũng còn cách cũng hai cái gang tay. Chân thì thẳng thoải mái. Đây. Xe này thì vẫn còn nổ máy chạy bình thường nha. Thì hạn đăng kiểm của nó cũng gần sắp hết rồi. Tới 20 tháng 11 2019. Hiện xe này còn đăng kiểm được 6 tháng một lần. Cho các bạn xem thì 4 mâm nữa là mâm đúc hết. Theo mình sẽ cho các bạn xem dàn gầm. Đây là phần gầm trước nha. Mình sẽ xem bên hông. Thấy cái dưới đây là có một cái bánh bù nha.